Ta nói là cuối nha. Hết mùng 10 mới hết Tết. Phim còn có diễn viên chính, diễn viên phụ. Nghĩ sao mà Tết cũng phải có mùng 9, mùng phụ chứ. 3 mùng 9, 7 mùng phụ. Đúng rồi. Mới có hết 3 ngày mà kêu là hết Tết là sao hả? Bỏ nha.